khi con cất tiếng chào đời mẹ và cha là những ngày hạnh phúc nhất trần này. Mọi buồn lo đều tan biến khi thấy con bên nôi, cả thế giới thu lại bằng những ngày nhỏ bé. Chẳng vẫn chưa sẵn sàng để làm cha, để có thể che chở con và mẹ. Đừng lo nhé, vì cha vẫn luôn cố gắng hơn từng ngày, vì chính cha cũng chẳng là người tuyệt vời nhớ. Khi con cất tiếng chào đời mẹ và cha là những người hạnh phúc nhất trên đời. Mọi buồn lo đều tan biến khi thấy con bên nôi, cả thế giới thu lại bằng hình hài nhỏ bé. Chẳng vẫn chưa sẵn sàng để làm cha, để có thể che chở con và mẹ. Đừng lo nhé, vì cha vẫn luôn cố gắng hơn từng ngày, chính cha cũng chẳng là người tuyệt vời nhớ. Có bao nhiêu là yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cái nên đành giấu trong tim thôi. Trộm đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời, mọi khó khăn riêng mình cha mang thôi. Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói, tình yêu đôi lúc nhân ngày 20 tháng 11, em Nguyễn Hoàng Yến Nhi và bạn Mai Hồng Phúc muốn gửi tới quý thầy cô một lời chúc. Chúng em cảm ơn quý thầy cô đã dìu dắt và dạy dỗ chúng em từ những ngày đầu tiên. Những yêu thương, trân trọng và thành kính là những thứ mà chúng em muốn gửi tới quý thầy cô đã dạy dỗ chúng em nên người. Cuối cùng, chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp chồng người.